Hello cho anh em trở lại shopmoviet.vn nha. Vui Tết Trung Thu, quà không giới hạn trên shop của mình. Tưng bừng quà tặng đích ngon giá rẻ. Khuyến mãi nạp thẻ cào lên tới 100% đến tận ngày 15 tháng 10 nha anh em ơi. Yêu quái xinh đẹp, phải đỡ một dép của lão trừ. Không đỡ được, sao mà đỡ được anh em nhỏ. Nhưng mà hình như lão trừ lên đồ sai mất tiêu rồi, phải xài đao chi kích ý, chứ không phải là rìu gờ đon nha. Bởi phải lên kiếm chi hồn cơ anh chị em và con cô bác ơi, để thực hiện những pha dép thần dép một mạng, một combo một mạng của lão trừ trừ bát giới à, không Inosuke đấng trừ nha, đầu heo nhưng mà không có ngu như heo mà là chỉ là đeo cái đầu heo thôi, nhưng mà rất là hay. Và đặc biệt trong tay của MOBA, một con tướng thuật tay, thì mình sẽ có những pha highlight mãn nhãn mà anh em nhớ ủng hộ MOBA và cái clip nha. Ganh rồng này, ganh luôn theo là đúng bên kia mình có dép bạn ơi. Ganh dưới đi ganh ở đây từ chiều rồi bạn ơi, mình có lên top đâu. Ganh rồng thì mới ngon chứ, ăn con rồng đầu tiên có thêm đam. Chứ ganh con Xisa đầu tiên làm gì có cái gì đâu. Với cả ganh trên kia bắt Ahri không có dễ đâu, Ahri cơ động. Trong khi đó thì theo với Madoc thì kém cơ động. Đấy, mình chọn nó lên mình ganh chứ không phải là lên nào mình cũng ganh đâu nha anh em nha. Ok, còn chơi Zephyr sao cho bá với phong cách full dam. Full dam thì các bạn theo dõi đồ bên dưới nha. Mình sẽ sử dụng combo đồ là Thương Xuyên Phá, Phức Hợp Kiếm và Kén Anh. Combo này là combo đồ sốc dam cho đấu sĩ, rất mạnh luôn. Dù anh em sử dụng bất kỳ một con cứng đấu sĩ nào thì cũng có thể sâu đam được, đặc biệt là Zephyr. Và với phong cách back phát back thì ok, trừ những phát đồng đội đẩy cứu địch ra cứu cứu địch nha, chứ không thì nhắm mắt cũng trúng chiêu rồi anh em ơi. Đây này, tiếp tục này, đây này, đầu tiên mình sẽ lướt cho một nhảy chiêu 3, xài chiêu 2 và dùng chiêu 1 chạy về. Đấy, hoặc là dùng chiêu 1 để dí theo nếu không có đủ đam. Nhưng mà thường ý, chiêu 3 với chiêu 2 là thừa đam rồi, khi mà mình chơi phong cách full đam nha anh em nha. Tất nhiên thì sốc đam mấy con tướng đấu sĩ, mấy con tướng pháp sư và AD thôi, chứ để sốc đam tanker thì mình cũng chưa có cửa đâu. Bởi chẳng có tướng nào sốc được đam tanker cả anh em ơi. Đây này, chơi vô luôn bà ơi. Có chiêu rồi, vô choáng này, choáng phát nhảy phát chết luôn này. Ui à, tôi ôi kìa, không có choáng em ơi, quê qua mất cái cầu băng rồi. Từ từ nha, mình đi hồi máu tí đã, hết máu rồi. Hồi máu thì Zephyr có chiêu 2, nhưng mà mình phải mắc chiêu 1 cơ, bởi chiêu 1 có đam nhiều hơn. Và cái chiêu 1 là chiêu rất là quan trọng cho cái combo của mình. Mình thường xài combo 1, 3, 2, 1 anh em nha, chứ ít sử dụng combo chiêu 3 trước, bởi cái combo 1, 3 thì nó sẽ gì nhỉ, sẽ áp sát mục tiêu nhanh hơn. Tăng cơ kìa các bạn ơi. Ôi để Madoc chạy được kìa, tí mình cũng đi luôn đi, cày thế nhở. Rồi bây giờ trở về ăn vườn xanh nha, quả không ăn vườn xanh mà qua hỗ trợ team, nhưng mà không hỗ trợ team ăn được mạng, chỉ hỗ trợ team là lấy được trụ thôi. Như vậy thì mình cũng phải thủ trụ cho bạn Omen đó, nói chung là thủ trụ thôi chứ chưa chắc ăn được AD đâu anh em ơi. Thực ra thì anh em đi rừng hay là đi mid hay đi top gì đó thì đôi khi anh em phải thủ cho team nha, yên tâm mình hỗ trợ bạn luôn. Đấy 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 đấy, một dép chuẩn xác là có mạng. Cái này thì cứ công kích chuẩn xác là anh em sẽ bá, mà công kích hụt thì anh em sẽ phế nha. Nó chỉ khác nhau ở cái việc chúng ta sử dụng chiêu cuối chuẩn hay là trượt thôi. Nếu mà trượt rồi thì thôi lôi một tí đợi hồi chiêu thì cũng rất là nhanh khi có vườn xanh và phong cách kiếm chi hồn. Còn trúng rồi thì tất nhiên chúng ta xúc combo có thương xuyên phá là chắc chắn là ăn mạng dễ nha. Đây là Madoc này, Madoc lên bảng rồi, chạy làm sao được. Dễ nữa thì thôi mình xin mạng thứ bảy có thương xuyên phá rồi anh em ơi. Cái này thì chắc chắn là một combo của mạng nha. Nhìn mình combo bạn Veda này à, không được, thôi combo Zeal luôn.
Diêu này. Phòng 3 xong lên bảng. Ấy thôi thôi. Mày hồi chưa một nhanh em ơi. Hồi máu thì rất là nhanh nhưng mình tẩy tái cho tranh nhanh. Theo cách này mình sẽ farm nhanh hơn, sốc đam tốt hơn, hồi máu kinh hơn và cũng mạnh sớm hơn để solo bon trận đấu mạnh hơn nha. Tất nhiên thì Ryu thì vẫn có thể chơi rất là ổn cho Zephyr, các bạn sẽ vừa trâu vừa khỏe. Nhưng mà kiếm chưa ổn thì giúp anh em khỏe hơn, nâng tầm một tướng đấu sĩ cho bò thành một tướng sốc đam thứ thiệt. Sốc đam mạnh hơn sát thủ chứ không có đùa đâu anh em ơi. Rồi, theo này. Lên bảng, sao mà đỡ được. Giáp thần rồi anh em ơi. Mang lên thì cứ lấy trụ đi. Mình sẽ đảo ganh liên tục cho anh em lên rồng để team lấy lợi thế vào win sớm. Chứ để lên game là team mình không chơi được. Bởi chất tướng team mình Van Hen mà anh em ơi. Van Hen và cây. Cây thì cuối game sẽ khắc chế bởi Maloc rồi. Còn Van Hen thì tí nữa thì không chơi được theo đâu. Đấy, cố lên anh em ơi, team khỏe mà. Đầu game khỏe đánh là win. Đánh là win nha. Một dép trúng hai thôi xong rồi. Châu à, châu mà không có vì tốc biến nhỉ. Cứ tưởng bạn không có tốc biến. Nhưng mà châu ra đập lâu. Hên. Đúng rồi. Đấy. Lấy trụ đi bạn ơi. Team bạn thì tập trung ganh Omen. Dưới thì nát bét rồi đấy. Đúng rồi. Ganh top thì đồng lát thôi. Phải chia ra một ganh nha. Bắn bắn ba bạn ơi. Một dép. Đi liền luôn. Sao mà đỡ được. Quá mạnh anh em nhở. Anh em thử test phi dép full dam nha. Tất nhiên anh em phải có kỹ năng tốt. Ở việc chúng ta căn khoảng cách để phi dép chuẩn xác. Ở việc các bạn như là combo chuẩn xác nha nha. Di chuyển để ganh hỗ trợ team. Ui hơi xa hơi xa. Cái ngay mà nhưng không sao. Vẫn đủ đam. Hơi chưa rõ nhanh của nam. Cực kỳ ảo luôn. Đó là vui phi dép full dam 8 phút 11 mã. Ghê chưa ghê chưa. Bắt mình cũng hơi khó nha. Cơ động lắm bạn ơi. Nhưng mà phi dép full dam thì nếu mà chúng ta bị thủ địch đại đánh ý, thì sẽ không trâu như phong cách review Leviathan. Thành ra thì anh em phải giữ vị trí tốt nha. Chứ không phải là nhảy hụt rồi còn cố dướn theo mà kiểu đánh theo kiểu cho bò mình cứ nhảy cái đã. Không tính toán gì hết. Ví dụ tướng địch quá đông à thì chúng ta cũng không nhảy vội được. Đây những pha này là đông quá này cả nguyên team anh em thôi. Đừng chuyện sao nam ra ở Omen ơi. Mình chịu luôn. Hen ơi bỏ đi Hen ơi. Bỏ đi bỏ đi. Đấy như quả đấy là mình chịu luôn nhá. Bởi cái cơ hội mình được lên bảng điểm số là cực kỳ cao. Nếu mà mình nhảy vào pha đó. Nhảy vào rồi thì sao mà ra được nữa anh em ơi. Đấy, thành ra đánh phải chuẩn nha thì mình mới giữ được mạng và giúp team giành chiến thắng được chứ quả đấy bị chấm rất đi. Thì vàng mình cần rất là nhiều và team bạn sẽ có vàng và khi đó thì có khi là thuyền trong mưa ấy. Chơi mà team khỏe đầu game mà anh em đánh ẩu ấy thì cuối game là anh em thua thôi. Nhớ một cái điều mà hết sức chú ý nha anh em ơi. À mọi người gánh team thì phải dùng cái đầu lạnh chứ không phải cứ thấy tướng địch là lao vô đâu anh em ơi. Lại lên bảng đánh số rồi, lại chết lẻ rồi. Từ từ nha, mình để mình đúc bụi combo này. À nhưng bị phát hiện mất tiêu rồi. Như vậy mình có lanh rồi để mình xem mình combo lại. Mình chơi lại cho cuối vô lại. Sốc đam và Zeal này. Zeal cũng phong ba dí theo mình. Còn Maloc thì hên anh em ơi bạn để chạy được. Vì vậy thì ID không có đường về nha. Đấy. Ui này quá. Đi đi. Rất là sợ Veda, Veda thả tin chúng mình là mình đi anh em ơi. Rồi bây giờ team hơn người kìa các bạn lấy trụ đi mình hồi máu tí nha. Ngon rồi, tự nhiên theo chạy ra đứng gần Veda thế là ăn dép. Đấy, một dép, hai mạng luôn. Ba mạng anh em ơi, chip bố kêu. Đợi Zeal ra để mình làm quả quát đắc kêu nha. 10 phút, 16 mạng. Yo, đợi hồi cái chân 1 nha. Thử những combo thật nhanh cho bạn đấy bất ngờ nào. Ui trời ơi. Chúng chân nhưng không ngất tung được. Chú anh em thấy đam kinh khủng thật sự nhở. Full đam đúng là đánh mạnh vô cùng. Omen.
Thôi về đi, anh em team mình bắt đầu tấu hài đấy. Từ từ nha, bây giờ Malok có đồ là quay tay đau lắm rồi đấy. Không có phải dạng vừa đâu, nên đứng cẩn thận nha. Đừng lẻ giống như cây với Alistair nữa. Cái lẻ là mình không gánh đâu. Rồi này, chơi này anh em ơi. Không chơi thì cứ lên dí đi. Ui, mất giáp rồi. Cứu mình, lên đi. Tưởng team không lên nữa thì chịu luôn ý. Tình hình là late game rồi, chứ đâu phải cái thời điểm giữa game với đầu game đâu thì bạn có đồ rồi. Thôi, chưa win được thì quan con Sisa đi anh em ơi. Đánh chuẩn bài một tí. Team lại đánh nhau thì mình lại quay lại chơi thôi anh em ơi. Trúng đôi, trời ơi, không kích trúng ai thì người đó cũng được chơi game luôn. Quá ghê gớm. Rồi, bây giờ thì win nha. Ivy, ui hụt. Veda chạy được rồi kìa. ID quá đen nữa, thôi mình win nha anh em ơi. Và video của mình cũng đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.